Xin chào các bác. Nếu như các bác đang có nhu cầu cần tìm một cặp loa JBL đẳng cấp chơi đa năng các thể loại nhạc với cái tinh trầm mạnh mẽ, trung thực và rất là sâu lắng thì các bác có thể là hướng ngay đến cái cặp JBL 4425. Đây là cái dòng loa Studio Monitor, dòng loa kiểm âm nổi tiếng của hãng JBL. Cặp này thì hôm nay bên em về trong tình trạng tuyệt đẹp và độ mới còn khoảng 95%, hàng đấu mạng đẹp xuất sắc. Xin giao lưu cùng các bác. JBL 4425 Studio Monitor, một dòng loa kiểm âm. Cặp này thì sở hữu cấu hình là củ bass 2214H, một cái model củ bass to và cái lòng bass rất là sâu cho cái giải trầm vô cùng là uy lực. Củ bass này dùng chung trên khá là nhiều các cái dòng loa JBL cao cấp khác nhau các bác nhé. Cặp này thì đẹp xuất sắc luôn, với một cái loa chép kèn, họng kèn, tai voi cực kỳ khủng luôn. Hai vế thì được thiết kế đối xứng nhau, đẹp mắt. Ở đây là em hoa họng đẹp nhất Hà Nội tại thời điểm hiện tại. Đã, em mời các bác chúng ta cùng xem. Thiết kế với vỏ gỗ lạng cực đẹp. Đây, thùng vách của em nó đây. Độ mới còn đạt 95%. Và góc cạnh không hề sứt mẻ hay là chảy xước gì cả. Phía đằng sau chúng ta sẽ có cọc loa zin nguyên bản của JBL. Đây, cấu hình tuyến loa mời các bác chúng ta cùng xem. Một cái loa chép kèn, đây, tai voi, hai vi tinh chỉnh, đây, quả giải mid và giải chép. Loa bát thì cực kỳ là mới với cái màng bát màu xanh xám, tuyệt đẹp các bác nhé, tuyệt đẹp luôn. Đấy, hai lỗ thông hơi, những cặp loa ra lực đánh mạnh đòi hỏi phải có hai lỗ thông hơi thì mới thể đáp ứng được. Đấy, các bác xem góc cạnh của em nó quá mới luôn. Các bác thấy cái lòng bát sâu như thế này. Đấy, quay nghiêng là không nhìn thì rốn bát luôn. Tiếng trầm vô cùng là uy lực, phần trung phần tép quá tốt. Cặp này thì dễ ghép âm ly, các bác ghép đờn nông cũng được, ghép ma răng lắc me. Hôm nay em có con san xui mới về, em cho vào ghép luôn. Con san xui đài 5500, đánh cũng rất là ok. Cặp loa khá là dễ tính các bác nhé. Cặp này em giao lưu là 30,5 triệu, đẹp xuất sắc luôn. Căng lưới vải màu xanh còn tuyệt đẹp, 30,5 triệu cho cặp 4425. Giá thị trường thì các bác vẫn phải mua với mức giá khoảng 32 triệu, bên em để giá cực kỳ tốt. Các bác có nhu cầu thì các bác alo cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Giờ thì trong bên em nắng phương, em mắt môi nụ xanh, em nhớ anh tình không, nơi có anh chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì sóng thương tim vẫn vương, khi đôi ta.
445 Studio Monitor. Các bác có nhu cầu thì bác alo check. Đấy, sản phẩm giá thì không bao gồm phí ship. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Em sẽ chuyển qua thể loại bolero. Các bác chúng ta cùng thưởng thức. Lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mãi cội mai già và mùa xuân quên mặc áo xuân đã chín đỏ bàn tay nâng níu hoa cúc bàn tay yêu thấm giọt lệ đầy 30.500.000 đồng cho cặp 4425. Các bác có nhu cầu alo cho em. Làm thơ ngày xưa
Em mời các bạn nghe ca khúc của ca sĩ Chế Linh Thanh Tuyền. Sau đó thì em kết thúc video clip. Cặp loa có mức giá 30.500.000 đồng. Các bạn có nhu cầu alo cho em. Một cặp loa cực kỳ chất lượng. Mai là ai mình xa nhau, đừng khóc cho mình hoen sầu. Ghi nhớ em chuyện vui ban đầu, đừng để tình ta phai tan mau. Lời nguyện xin khắc sâu. Chất âm vô cùng ấn tượng trên cặp 4425 Studio Monitor. Loa đẹp xuất sắc và bao zin nguyên bản 100%. Sản phẩm có mức giá 30.500.000 đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Em là Trần, xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.